Chiến thần hắc ám. Chương 236, chỉ tội. Ánh mắt mọi người ở đây cũng nhìn theo về phía Huỳnh nhân, vẻ mặt khác nhau. Trong chốc lát, Huỳnh nhân trở thành bia ngắm của mọi người. Nét mặt Liễu Cảnh Nhiên thoáng thay đổi, trên mặt thêm vẻ lo lắng. Cô ta biết Văn Thành Nam đang nói đến chuyện của Văn Nhân Ngọc. Vì cứu cô ta mà Huỳnh Nhân đánh Văn Nhân Ngọc bị thương nặng. Thực ra cũng không phải Huỳnh Nhân ra tay, Huỳnh Nhân gọi Hoác Hiền tới, Hoác Hiền là trưởng nữ nhà họ Triệu, đương nhiên không ai dám ngỗ nghịch, đánh thành bị thương nặng. Sắc mặt Liên Thúy Na thoáng chốc cứng đờ, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Ông thông ra, ông khoan hẵng tức giật, chuyện này không có hiểu lầm gì chứ. Hiểu lầm, có thể có hiểu lầm gì. Văn Thành Nam cười khẩy một tiếng, nói. Có thù tất báo là phép tắc làm việc của nhà họ Văn tôi. Việc này nhất định phải có một lời ăn nói. Audio điện tử võ tấn bền. Liễu Nham tiến lên một bước, không hề nao núng nhìn Văn Thành Nam. Huỳnh Nhân sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, nếu đã ra tay thì chứng tỏ con trai nhỏ của ông làm ra chuyện gì quá đáng. Con trai nhỏ của ông ta bỏ thuốc trong rượu của con, muốn trả thù con. Lúc này Liễu Cảnh Nhiên dũng cảm đứng ra, công bố sự thật trước mọi người. Văn Duy Thần lại cười lạnh một tiếng, nói. Cô cảm thấy lời này sẽ có người tin sao? nhân ngọc là em trai tôi sao lại tính kế với chị dâu của cậu ta được đây là sự thật liễu cảnh nhiên nóng nảy đến dậm chân đang định nói tiếp bỗng nhiên có một bàn tay ngăn cản cô ta tiếp tục nói liễu cảnh nhiên nhìn lại chỉ thấy ánh mắt huỳnh nhân ôn hòa lắc đầu với cô ta không cần nói nữa muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do đôi mắt liễu cảnh nhiên trợn to nhìn về phía văn duy thần không thể tưởng tượng nổi Huỳnh Nhân đã nhìn ra Văn Duy Thần nổi lên sát tâm với anh từ lâu, chỉ là mượn chuyện Văn Nhân Ngọc để làm khó dễ mà thôi. Chuyện tối hôm đó Văn Duy Thần không thể nào không biết, sở dĩ không lộ diện chính là vì màn đâm sau lưng này. Một là mượn tay Huỳnh Nhân dạy dỗ em trai Văn Nhân Ngọc của anh ta, hai là lợi dụng chuyện này trả thù Huỳnh Nhân, một mũi tên chúng hai đích. Ánh mắt Huỳnh Nhân cũng nhìn về phía Văn Thành Nam. Nếu như tôi không cho lời ăn nói thì ông làm thế nào? ánh mắt văn thành nam lạnh đi có phải cậu cảm thấy cậu có nhân vật lớn nhà họ liễu bảo vệ đằng sau thì tôi không dám động tới cậu hay không huỳnh nhân không nhịn được bật cười xem ra nhà họ văn còn chưa biết được chính anh là nhân vật lớn đằng sau kia ông thông ra chúng tôi không có bất cứ quan hệ gì với tên rác rưởi này ông muốn làm gì nó cũng không có vấn đề gì chỉ là đừng giận lây sang chúng tôi liên thúy na nôn nóng đến đi đi lại lại nghĩ ngợi một lúc rồi bỗng nhiên vượt qua đám người giơ tay lên hung dữ đánh về phía huỳnh nhân. Đồ rác rưởi nhà mày, tối ngày chỉ biết gây chuyện. Bốp, nhưng mà Liên Thúy Na còn chưa đánh được huỳnh nhân, bản thân đã bị đánh trước một cái, nửa bên má lập tức sưng vù lên. Tức khắc cả căn phòng đều im lặng, mọi người đều đầy vẻ kinh ngạc nhìn liễu cảnh nhiên ra tay. Ngay cả huỳnh nhân cũng biến sắc. Liên Thúy Na che mặt, ngơ ngác nhìn liễu cảnh nhiên đã ràn ruộng nước mắt. Một giây sau, bà ta thốt lên tiếng thét động trời cô làm phản rồi, cô dám đánh tôi. Đúng, là con phản nghịch, nhưng mẹ không nghĩ tới bản thân hoàn toàn sai sao. Hốc mắt liếu cảnh nhiên ướt đấm, thất vọng nhìn Liên Thúy Na, nói. Con là con của mẹ, văn nhân ngọc bỏ thuốc vào trong ly rượu của con, nếu không phải có huỳnh nhân, con đã thất thân từ lâu rồi. Mẹ không cảm ơn thì thôi còn muốn đánh anh ấy. Còn nữa, con bị đánh thương tích khắp người, mẹ không an ủi một câu thì thôi, lại vì lợi ích của gia tộc đẩy con vào trong hố lửa con còn là con gái của mẹ không con thật hâm mộ mẹ là mẹ con đấy liễu cảnh nhiên càng nói càng kích động cuối cùng gần như là hét lên chói tai khóc đến xương mắt nước mắt giàn giụa huỳnh nhân cũng xúc động trong lòng đây cũng chính là nguyên nhân tại sao anh bằng lòng giúp đỡ liễu cảnh nhiên chạy khỏi hôn lễ nhà họ văn bởi vì cô ta thật sự khác rồi con thật hâm mộ mẹ là mẹ con nếu như mẹ không phải mẹ con con thật sự muốn một dao đâm chết mẹ đây là tiếng lòng của liễu cảnh nhiên khuôn mặt liên thúy na đầy sững sờ một câu cũng không nói nên lời liễu nham cũng kéo bà ta lại nghiêm nghị quát lớn đừng làm mất mặt nữa liên thúy na lấy lại tinh thần giả dối khóc lên tôi nuôi cô lớn như thế cô lại dám đánh tôi tôi đã tạo nghiệp gì đây để tôi chết quách đi cho xong nhưng mà không có ai để ý đến bà ta sắc mặt Văn Thành Nam và Văn Duy Thần ngày càng tăm tối, nhất là Văn Duy Thần đã sắp phát ra được nước. Vợ chưa cưới của mình lại bảo vệ người đàn ông khác như thế, điều này khiến anh ta xa sầm mặt mũi. Liễu cảnh nhiên, trước đây cô ghét anh ta nhất, hận không thể khiến anh ta chết cơ mà. Tại sao bây giờ lại bảo vệ anh ta? Anh ta tức giận quát lớn. Đây là chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời tôi, cũng là chuyện tôi hối hận nhất. Liễu cảnh nhiên cười đến thê lương bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, có phải quá muộn hay không? Cô ta cảm thấy mình là một trò cười, rõ ràng cơ hội một bước lên trời ngay bên cạnh lại bị cô ta dần dần đẩy ra. Nếu như lúc trước cô ta có thái độ khác đối với huỳnh nhân, có phải tất cả kết quả đều sẽ khác hay không? Làm càn. Sắc mặt Phan Duy Thần u ám, hét lớn một tiếng. Cô sắp gả làm vợ tôi rồi lại nhiều lần ngỗ nghịch tôi, thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cô sao? anh có thể làm gì cô ấy giọng nói lãnh đạm vang lên huỳnh nhân từng bước đi về phía anh ta ánh mắt lạnh lẽo ngay tức khắc sắc mặt văn duy thần tái mét ánh mắt văn thành nam cũng lóe lên ánh sáng kinh ngạc nhìn chằm chằm người thanh niên này giờ khắc này ánh mắt huỳnh nhân lạnh lẽo đến tận xương tủy thậm chí còn có người thấy được hình ảnh máu chảy thành sông trong mắt huỳnh nhân các người đã muốn chỉ tội tôi vậy thì tôi chỉ tội các người trước ánh mắt anh như tia điện bắn tới trước mặt phan duy thần giọng nói rét lạnh như băng ngày ấy tôi từng nhắc nhở anh đối xử tốt với cô ấy một chút anh có tốt với cô ấy được chút nào không anh vừa dứt lời nếu cảnh nhiên cảm động đến lệ rơi đầy mặt phan duy thần cũng kinh hồn khiếp vía nhưng rất nhanh phan duy thần đã chấn tĩnh lại ánh mắt như dao nhìn huỳnh nhân cô ta là vợ tôi tôi muốn thế nào thì là thế đó chưa nói đến anh cho dù là toàn bộ nhà họ liễu các người cũng làm gì được tôi. Lời nói này vô cùng ngung cuồng, hoàn toàn vi phạm đạo đức vợ chồng. Sắc mặt liễu cảnh nhiên tái nhợt, thân người lảo đảo trực ngã. Liễu nham cũng giận mà không dám nói gì. Về phần văn duy thần, sau khi nói xong, sắc mặt anh ta đã trở nên diễu cợt cực sâu, ba anh ta văn thành nam đang ở bên cạnh, anh ta không tin huỳnh nhân dám làm gì anh ta. Nhà họ Văn đã khai thác hoàn toàn thị trường Minh Châu, nhà họ văn muốn căn cơ vững chắc là dễ như trở bàn tay cho dù làm mất lòng nhân vật lớn đằng sau nhà họ lâm thì thế nào nhà họ văn đã phát triển không phải nói lung lay là lung lay được liễu cảnh nhiên đã không còn giá trị lợi dụng về sau gả nào nhà họ văn chỉ có số làm con ở ánh mắt huỳnh nhân sâu xa hoàn toàn không bị lay động tôi không thể làm gì anh nhưng mà chắc chắn sẽ có người xử lý anh văn duy thần cười ha ha Ba tôi là thành viên thương hội Hồng Ưng, mà nhà họ Văn đã tiến vào thị trường Minh Châu. Không bao lâu nữa, Minh Châu sẽ lại nổi lên một nhà hào môn, đó chính là nhà họ Văn tôi, cộng thêm gốc gác của nhà họ Văn ở Giang Chiết, đến lúc đó còn có ai dám không kính nể chúng tôi. Thật sự như vậy sao? Vừa dứt lời, ngoài khu nhà họ Liễu đột nhiên vang lên một tràng tiếng cười lạnh khinh thường. Là bố mặc Âu phục dài ra, dẫn theo một đám người khí thế hùng hổ đi đến. Chương 237, lời hứa của người đàn ông, ông chẳng phải là người lần trước theo sau huỳnh nhân. Văn Duy Thần nhìn La Bố, vẻ mặt có phần kinh ngạc. Anh ta từng gặp La Bố ở tòa nhà quốc tế, khi đó La Bố còn đang cung kính theo sau huỳnh nhân như một thư ký nhỏ, Văn Duy Thần tự cho rằng ông ta cũng là nhân vật nhỏ, không hề để ý. Nhưng bây giờ xem ra hình như không phải vậy. Làm càn, một nhà họ Văn còn con cũng dám bất kính với hội trưởng La đúng là chán sống rồi mã bách điền và thiên việt bân đi theo đằng sau la bố lập tức lạnh mắt quát lớn một tiếng mặc dù những tổng giám đốc có máu mặt ở đằng sau không nói gì nhưng ánh mắt lại rất lạnh lẽo cũng tỏ rõ lập trường văn thành nam nhìn rõ khuôn mặt la bố sắc mặt lại tái mét lập tức tát mạnh văn duy thần một cái nghịch tử im miệng cho ba văn duy thần bị tát một cái đến sững sờ nhìn la bố không dám tin ngay cả ba mình cũng cung kính với hội trưởng la này như thế, rốt cuộc ông ta có lai lịch gì. Văn Thành Nam vội vàng đi tới trước mặt la bố, kính cẩn không người. Tôi là hội viên trung cấp Văn Thành Nam, ra mắt hội trưởng la. La bố lạnh nhạt gật đầu nhưng không lên tiếng. Cơ thể và đầu óc Văn Duy Thần lập tức run lên, trợn mắt há mồm nhìn la bố. Ông ta không phải là hội trưởng của thương hội Hồng ưng chứ. Hội trưởng la, người nhà họ liếu cũng đầy vẻ sững sờ nhất thời quên cả chào hỏi. Đường đường là người tổng phụ trách của thương hội Hồng ưng lại đến nhà họ Liễu làm gì? Mã Bách Điền đi đến trước mặt Liễu Cảnh Nhiên, trên khuôn mặt nghiêm túc chợt lộ ra một nụ cười ấm áp. Cô Cảnh Nhiên, nghe nói cô sắp kết hôn, tôi còn chưa tặng quà mừng. Đây là chút tấm lòng, chúc cô tân hôn hạnh phúc. Mã Bách Điền lấy ra một sợi dây chuyền kim cương trị giá hàng chục triệu sáng lấp lánh đưa cho Liễu Cảnh Nhiên. Liên Thúy Na nhìn đến chố mắt, vừa định đưa tay giật lấy lại bị Liễu Cảnh Nhiên đẩy ra, vội vàng khoát tay. Tổng giám đốc mã, món quà này quá quý giá, tôi không thể nhận. Cô cứ cầm lấy đi. Mã Bách Điền cười đưa tới. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã cảm thấy rất thân thiết. Tôi đã 50 rồi, lại vẫn chưa có con cái. Cô có bằng lòng làm cháu gái nuôi của tôi không? Xì sao? Ông ta vừa dứt lời, cả căn phòng đều kinh hãi bản thân liễu cảnh nhiên càng mơ hồ không hiểu ra sao cô ta và mã bách điền vốn chỉ gặp mặt một lần sao lại nói là thân thiết được huỳnh nhân đứng ở bên cạnh bỗng nhiên nói cô đồng ý đi liễu cảnh nhiên sửng sốt một chút nhìn nụ cười trên mặt huỳnh nhân lập tức hiểu ra cái gì vội vàng gật đầu đồng ý tổng giám đốc mã tôi đồng ý nụ cười trên mặt mã bách đồ càng sâu còn gọi ông là tổng giám đốc mã nữa sao liễu cảnh nhiên bừng tỉnh ngộ vội vàng sửa lại. Ông Mã, ừm, Mã Bách Điền sảng khoái cười lớn, Huỳnh Nhân cũng khẽ gật đầu với La Bố. Mã Bách Điền là người giàu nhất Minh Châu, nếu có Mã Bách Điền chăm nom, chắc hẳn những bọn đầu châu mặt ngựa không dám chọc đến Liễu Cảnh Nhiên. Liễu Nham cũng thực lòng vui mừng cho Liễu Cảnh Nhiên, nhưng mà trong lòng có phần ghen tị. Vốn dĩ ông ấy có hai cô con gái, một người là con vợ trước, một người khác là Liễu Cảnh Nhiên. Đáng tiếc một người nhận ông nội nuôi, một người bôn ba không biết ở đâu sắc mặt văn duy thần và văn thành nam lại cực kỳ xấu nhìn mã bách điền thân cận với liễu cảnh nhiên như thế một suy đoán to gan hiển hiện trong đầu bọn họ mã bách điền có thể nào chính là nhân vật lớn bí ẩn đằng sau nhà họ liễu không về phần la bố dẫn đầu bị văn thành nam loại ra ngay lập tức thân phận của hội trưởng la là gì sao có thể quen biết nhà họ liễu nhỏ nhoi mã bách điền thì khác ông ta là người giàu nhất minh châu chỉ cần có một mảnh đất nhỏ ở minh châu này ông ta hoàn toàn có thể giúp hàng xóm giải quyết mọi khó khăn hiện giờ lại nhận liếu cảnh nhiên làm cháu gái thử hỏi phóng tầm mắt toàn bộ minh châu thiên kim tiểu thư nhà ai có được đãi ngộ này la bố lại lạnh mắt nhìn về phía văn duy thần cậu vừa mới nói ai trong minh châu này dám không kính nể cậu khí chất của người bề trên lập tức dọa văn duy thần sợ đến không dám thở mạnh văn thành nam vội vàng giải thích hội trưởng la cháu nó trẻ tuổi nóng tính, nói lời không nên nói. Hy vọng hội trưởng La đừng để bụng. Trẻ tuổi nóng tình thì có thể nói lời không nên nói. Là bố thờ ơi nhìn Văn Thành Nam, giọng nói rất lạnh lùng. Tuy mấy năm nay nhà họ Văn phát triển rất khá, nhưng mà còn có rất nhiều người có thể diệt nhà họ Văn. Dạ dạ dạ, hội trưởng La dạy phải. Văn Thành Nam lập tức ăn nói khép nép trả lời, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ trấn tĩnh như thường trước đó. Còn nữa, vết thương trên người đứa bé kia là các người đánh. ánh mắt là bố đặt trên người liễu cảnh nhiên chuyển chủ đề lạnh lùng nói. ông ta vừa dứt lời, vẻ mặt văn thành nam và văn duy thần lập tức tái mét, vội vàng cúi đầu xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. cảnh nhiên và duy thần xảy ra chút mâu thuẫn. việc này chưa xong đâu, tôi rất thích đứa bé kia, nếu như còn có lần sau, nhà họ văn lập tức diệt môn đi. lời nói này cực kỳ độc tài đừng nói là văn thành nam và văn duy thần ngay cả đám người liễu cảnh nhiên cũng trợn mắt há mồm chỉ có huỳnh nhân mỉm cười nhìn xem tất cả văn thành nam lập tức cam đoan hội trưởng la yên tâm chúng tôi nhất định sẽ đối xử với cảnh nhiên như con cháu nhà mình la bố không nói gì chỉ cười lạnh một tiếng sau đó dẫn đám người rời khỏi nhà họ liễu e là nhà họ văn không biết những ngày an nhàn của bọn họ đã sắp chấm dứt rồi la bố vừa đi Lúc này áp lực trên người Văn Thành Nam và Văn Duy Thần mới tan đi, ánh mắt nhìn Liễu Cảnh Nhiên không còn khinh thường như trước đó. Cảnh Nhiên, chúng ta trở về đi. Văn Duy Thần cười muốn đến ôm bả vai Liễu Cảnh Nhiên, lại bị Liễu Cảnh Nhiên tránh ra. Tôi không trở về cùng anh, cô ta căm tức nhìn Văn Duy Thần. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Sát khí trong mắt Văn Duy Thần lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó khôi phục vẻ bình tĩnh, nói với Liên Thúy Na và Liễu Nham ba mẹ vợ, cảnh nhiên đã không muốn vậy thì để cô ấy ở lại vậy, mong ba mẹ chăm sóc tốt cho cô ấy. Nói xong, anh ta cùng Văn Thành Nam rời khỏi nhà họ Liễu. Huỳnh Nhân thấy rõ khoảnh khắc hai cha con nhà họ Văn quay người, sắc mặt chợt trở nên âm u. Trong nhà chỉ còn lại bốn người Huỳnh Nhân, Liễu Cảnh Nhiên, Liễu Nham và Liên Thúy Na. Liên Thúy Na lập tức vò tới trước mặt Liễu Cảnh Nhiên, vẻ mặt đầy kích động hỏi. Cảnh Nhiên, con có quan hệ với ông Mã từ khi nào? ông ta chính là người giàu nhất Minh Châu đó. Liễu cảnh nhiên không khỏi nhìn về phía huỳnh nhân, im lặng không nói. Liên Thúy Na lại không để trong lòng, vui mừng phấn khởi nói. Lần này tốt rồi, thêm được mối quan hệ với nhà giàu nhất Minh Châu. Mẹ phải mau chóng nói cho ba chuyện tốt cực lớn này. Nói rồi, bà ta chạy đi gọi điện thoại. Liễu cảnh nhiên lập tức nhìn về phía huỳnh nhân. Là anh bảo Mã Bách Điền làm như thế đúng không? Huỳnh Nhân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Vậy tại sao không lập tức hủy bỏ hôn ước? Tôi không muốn gả vào nhà họ Văn. Lập tức hủy bỏ hôn ước quá lợi cho nhà họ Văn. Huỳnh Nhân lắc đầu, nói. Chỉ có để bọn họ trả giá đắt mới đánh đổi được vết thương đầy người cô. Vành mắt liễu cảnh nhiên tức khắc đỏ lên, khóe miệng lại hơi cong lên. Đây được tính là lời hứa của anh với tôi sao? Huỳnh Nhân do dự thật lâu, trịnh trọng gật đầu. Tính. Cảm ơn. Liễu Cảnh Nhiên vừa khóc vừa cười, đưa mắt nhìn theo huỳnh nhân rời đi, mãi đến khi bóng dáng huỳnh nhân biến mất trong tầm mắt, cô ta vẫn đứng nguyên đó. Chương 238, thanh thi nhà họ Nhan thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Ngày hôm nay huỳnh nhân không đến tòa nhà quốc tế mà lại đi ra ngoài. Anh mặc một bộ Âu phục màu trắng đắt tiền, dáng người thẳng tắp, thần thái trang nghiêm. Lúc này Liễu Phi Tuyết đi đến. Có phải anh kết hôn đâu, mặc lễ phục thế làm gì? Huỳnh Nhân cười nói. Đây là lần đầu tiên đi cùng em tham dự một dịp long trọng đương nhiên phải ăn mặc chỉnh tề rồi. Dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu như em thích, anh có thể chuẩn bị lại cho một một hôn lễ hoành tráng khác, dù sao cầu hôn lần trước cũng đã thất bại rồi. Mặt mũi liễu phi tuyết đỏ ửng lên, lườm anh. Sao anh lại nói thế? Tổ chức lại đám cưới linh đình cái gì? Thế thì chẳng phải em thành, phụ nữ tái hôn, rồi sao? Anh cũng thích thế, ánh mắt huỳnh nhân dịu dàng nhìn liễu phi tuyết liễu phi tuyết không chống đỡ được đôi mắt bỏng rát như thế không ngừng né tránh em đi làm trước đây chiều tối em sẽ tan ca sớm đến giang thành trước huỳnh nhân vui vẻ gật đầu 10 phút sau lưu an rất nhanh đã đến tử viên đến nhà họ liễu cùng huỳnh nhân nhà họ liễu lúc này vô cùng náo nhiệt đông như chảy hội rất nhiều chiếc xe ô tô đắt tiền sang trọng dừng trước cổng trong sân lớn nhà họ liễu trải một tấm vải đỏ hai cổng lớn đều treo đầy pháo. Nhà họ Liễu lúc này vô cùng náo nhiệt, đông như chảy hội, rất nhiều chiếc xe ô tô đắt tiền sang trọng dừng trước cổng. Một đốm lửa bùng lên, tiếng pháo đinh tai nhức óc nổ ra. Trong sân rộn ràng đứng đông người, tất cả mọi người đều tò mò nhìn xung quanh chờ cô dâu Liễu Cảnh Nhiên đi ra. Huỳnh Nhân và Lưu An cũng đến chỗ đám đông, lặng lặng chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, Huỳnh Nhân bỗng quay đầu nhìn lại về phía Lưu An mọi thứ được sắp xếp xong chưa ngài huỳnh đám người mã bách điền thiên việt bân đã đến giang thành chờ lưu an cung kính gật đầu trong đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo hôm nay nhà họ văn sẽ diệt phong đôi mắt huỳnh nhân cũng trở nên thâm thúy anh đã cho văn duy thần và nhà họ văn một cơ hội tiếc rằng bọn họ đã lựa chọn từ bỏ cô dâu đến ngay lúc này một giọng nói lớn vang lên từ phía nhà họ liễu liễu cảnh nhiên mặc một chiếc váy cưới màu đỏ từ từ bước ra mũ phượng khăn quàng vai tóc dài búi cao trang điểm tinh xảo thế nhưng trên khuôn mặt liễu cảnh nhiên không mảy may nhìn thấy chút niềm hạnh phúc kết hôn nào theo quy định mời anh em họ của cô dâu bế vào xe hoa bà mối cao giọng nói lập tức các khách mời nhìn nhau ai là anh em họ của cô dâu đây ngay lúc mọi người đang bàn tán huỳnh nhân nhanh chân đi đến trước mặt liễu cảnh nhiên hai mắt liễu cảnh nhiên thất thần bây giờ mới có tiêu cự, vui mừng nhìn huỳnh nhân. Liên Thúy Na đứng một bên bĩu môi, mặc dù trong lòng không vui nhưng hôm nay là ngày cưới của liễu cảnh nhiên, cũng không thể nói cái gì không tốt. Đến đây, huỳnh nhân thở ơ cười một tiếng rồi ôm liễu cảnh nhiên kiểu công chúa. Lúc này trên mặt liễu cảnh nhiên mới giãn ra nụ cười. Hai tay nghiêm túc vòng quanh ôm lấy cổ Huỳnh Nhân, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt như đau tước của Huỳnh Nhân. Có thể được Huỳnh Nhân ôm như thế, dù chỉ là khoảng cách mấy chục bước ngắn ngủi nhưng Liễu Cảnh Nhiên cũng đã thỏa mãn. Huỳnh Nhân rất nhanh đã bế Liễu Cảnh Nhiên lên xe, sau đó hướng mắt nhìn chiếc xe hoa đã đi xa. Lúc này Liên Thúy Na đi đến cảnh giác nhìn anh. Đồ sao trổi, tôi cảnh cáo cậu, hôm nay là ngày cưới của Cảnh Nhiên, nếu cậu dám phá hư hôn lễ, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Hôm nay Liên Thúy Na ăn mặc vô cùng tỉ mỉ, không chỉ mặc bộ sườn xám màu đen còn thoa son đậm, vô cùng xinh đẹp nhưng mà lời nói và biểu cảm của bà lại cực kỳ cay nghiệt. Huỳnh nhân không nhìn bà ta, vốn dĩ không thèm quan tâm. Mày mày mày, dám không nhìn tao. Mặt liên thúy na đầy tức giận run run chỉ tay vào mặt huỳnh nhân. Là liễu nham lôi bà ta đi thì đôi tai mới được yên tĩnh một chút. Huỳnh nhân leo lên trước rôn roi của Lưu An, đi vào đường cao tốc, một tiếng sau đã đến Giang Thành. Nhà họ Văn ở là Giang Chiết là gia đình hào môn bậc nhất, địa điểm cử hành lễ cưới vô cùng xa hoa giống như lễ cưới cung điện xa hoa, mỗi một viên gạch viên gạch men màu vàng kim, mỗi một nét điêu khắc trang trí đều thể hiện nên khí chất quý tộc. Lúc tiệc rượu còn chưa bắt đầu từng chiếc bàn đỏ được sắp xếp ở đó đã ngồi chật người từ lâu. Cuộc hôn nhân này liên quan đến hai thành phố Giang Thành và Minh Châu, có tác dụng xúc tiến kinh tế vô cùng to lớn, có ý nghĩa vô cùng to lớn, cho nên không chỉ các gia tộc lớn ở Giang Thành mà còn có một vài gia tộc ở Minh Châu, đồng thời cũng không thiếu những người thành công trong cuộc sống. Ngài Huynh, thế lực tầng trên của Giang Thành phân chia không đều, nhất là nhà họ Văn, nhà họ Mã, nhà họ Lục, nhà họ Hạ. Lưu An giới thiệu lần lượt thế lực ở Giang Thành. Huỳnh Nhân khẽ gật đầu, Giang Thành là một tỉnh thành phố thuộc vùng Giang Chiết, phát triển mạnh hơn Minh Châu, cho nên thế lực, nội tình ở Giang Thành sâu hơn Minh Châu. Đồng thời Giang Thành là nền kinh tế trọng điểm, mục tiêu kế tiếp của tập đoàn lệ tinh chính là bước vào tỉnh Thành. Trừ một số thế lực ở Giang Thành, Huỳnh Nhân còn phát hiện một vài người quen. Đồng Ý Hành, Đồng Ngọc Thụ của nhà họ Đồng, Thẩm Thanh Vân của nhà họ Thẩm, Thiều Nghiêm của nhà họ Thiều. Bọn họ cũng nhìn thấy Huỳnh Nhân, phản ứng cũng không giống nhau. Thiều Nghiêm có vẻ lo lắng, Thẩm Thanh Vân lại có vẻ suy nghĩ, còn Đồng Ý Hành trực tiếp đứng dậy, mặt mũi u ám đi về phía Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân, mày hại chết ông nội tao, dám không đi trốn mà còn xuất hiện ở đây. Tiếng quát trầm thấp gây chú ý có mọi người có mặt ở đó, không chỉ hấp dẫn thế lực ở Minh Châu mà còn gây kinh ngạc các thế lực hàng đầu ở Giang Thành. Mặc dù nhà họ Văn có gửi thiệp mời cho Huỳnh Nhân Nhũng lại không sắp xếp cho anh ngồi cùng bàn với nhà họ Liễu và nhà họ Liên, một mình một bàn, địa vị thấp đến đáng thương. Nghe thấy giọng nói của đồng ý hành, bọn người Liên Thúy Na, Liên Truyền Quốc cũng nhìn qua, nhếch mép cười khinh trên nỗi đau của người khác bọn họ rất thích nhìn thấy huỳnh nhân bị nhà họ đồng nhắm vào bị nhiều người nhìn chăm chú nhưng huỳnh nhân vẫn bình tĩnh không đổi bỗng nhiên bật cười tinh nghịch ai giết đồng nam lĩnh không phải mày là người biết rõ nhất sao những lời này vừa được nói ra đồng ý hành giật mình quay đầu lại nhìn đồng ngọc thụ chỉ thấy đồng ngọc thụ đang bận tán tỉnh hai mỹ nữ ở bên cạnh thế là mọi nghi ngờ trong lòng bị quét sạch một đứa suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm với diễn viên minh tinh, sao có thể làm lộ bí mật được. Khoảnh khắc đồng ý hành quay đầu, đồng ngọc thụ lập tức trở nên sâu hầm, thoáng qua một tia lạnh lùng. Mày đã không biết sợ chết còn dám ra đây, nếu đã vậy thì đánh gãy hai chân, quỳ gối mãi mãi trước linh đường tổ tiên chuộc tội. Đồng ý hành hét lớn một tiếng, bảo vệ lập tức vây quanh huỳnh nhân, anh ta không tin huỳnh nhân dám động thủ trong hôn lễ của nhà họ Phan. Huỳnh nhân nhìn Lưu An, Lưu An lập tức hiểu ý, lạnh lùng đi phía nhà nhà họ đồng. Đang định ra tay thì đột nhiên phía sau truyền đến một âm thanh rồn dập xé gió, hướng thẳng đến xương bả vai của Lưu An. Sắc mặt Lưu An thay đổi, vội vàng nghiêng người né tránh. Phốc phốc, phía sau trụ bàn long xuất hiện một lỗ nhỏ màu đen, nhìn kỹ hóa ra là hòn đá nhỏ tạo thành. Lưu An biến sắc, chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể đạt được lực đạo như thế cô quay đầu lại nhìn một lượt tất cả mọi người xung quanh muốn tìm ra kẻ ra tay. Thả phá chữ sách 10 tòa miếu, không phá một đám cưới sao, cô gái này trong hôn lễ của người ta còn muốn ra tay, không nên đâu. Sao thả phá chữ sách 10 tòa miếu, không phá một đám cưới, đại ý là có hiểu biết thì không phá hỏng chuyện tốt của người khác. Sau lưng lúc này vang lên một giọng nói du dương, chỉ thấy một người thiếu niên tay cầm quạt xếp chậm rãi bước ra. Ánh mắt Lưu An hung dữ, anh là kẻ tiểu nhân đánh lén tôi người thiếu niên mỉm cười rõ ràng tôi đã ngăn cản được tai họa đẫm máu sao trong miệng cô lại trở thành kẻ tiểu nhân đánh lén rồi lưu an vốn không muốn nghe người thiếu niên giải thích trực tiếp xông đến anh ta huỳnh nhân bỗng hét lớn từ đã lưu an lập tức dừng bước mặt mũi hiện rõ không can tâm quay đầu lại nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của huỳnh nhân cô chỉ có thể trở lại sau lưng anh những hào môn ở Giang Thành, Thẩm Thanh Vân, Thiếu Nghiêm, Đồng Ngọc Thụ chăm chú nhìn xem cục diện, muốn biết Huỳnh Nhân sẽ phản ứng lại như thế nào. Thấy Huỳnh Nhân đứng dậy, đôi mắt nghiêm túc nhìn người thiếu niên. Anh là ai? Người thiếu niên mỉm cười, lắc cổ tay, cánh quạt nhẹ nhàng lay động, báo danh tính. Đi không đổi tên, về không đổi họ, là thanh thi nhà họ nhan. chương 239, phu nhân nhà họ văn, nhan thanh thi ánh mắt huỳnh nhân run lên, lập tức biến sắc. Đồng ý hành và thẩm thanh vân cười thành tiếng. Quái thai nhà họ nhan cuối cũng cũng chịu lộ diện. Cả ngày chỉ biết tự nhốt mình trong phòng, viết chữ luyện vẽ, đọc sách luyện võ, ngu ngốc cả người. Thẩm thanh vân lắc đầu, nói. Cái này không phải là sinh hoạt của chàng trai bình thường, tôi nghĩ là anh ta sắp đi tu rồi bốn cậu chủ nhà hào môn ở minh châu được gọi chung là tứ thiếu minh châu thiều hải hà trở thành người thực vật đến nay vẫn chưa tỉnh đồng ý hành được ngồi lên chủ nhà họ đồng thẩm thanh vân tình ý giả dối bên ngoài một kiểu bên trong một kiểu chỉ có duy nhất cậu chủ nhà họ nhân huỳnh nhân chưa từng tiếp xúc hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau huỳnh nhân nheo mắt đánh giá nhan thanh thi thái độ nhan thanh thi bình tĩnh không quan tâm huỳnh nhân đánh giá mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song sao sao câu mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song nghĩa là người ở trên đường đẹp như ngọc các công tử trên đời không ai sánh bằng là một câu thơ khuyết danh ở trên mạng dùng để miêu tả người đàn ông thanh lịch ôn hòa nhan thanh thì mặc một bộ trắng đẹp hơn tuyết tóc dài bay phấp phới mang nét đẹp của tài tử cổ điển mỗi đường nét trên gương mặt đều được sắp xếp hoàn mỹ không tì vết dung mạo xinh đẹp da trắng như tuyết nhan sắc cũng khiến cho phụ nữ phải ghen tị nhưng huỳnh nhân lại tinh ý phát hiện được trên cổ nhan thanh thi có một điểm nhô lên. Là ít hầu, anh ta là con trai. Tôi nhận ra anh, anh là huỳnh nhân đúng không? Nhan thanh thi cười tươi nhìn huỳnh nhân, lịch sự vươn tay ra với anh. Huỳnh nhân thu tầm mắt lại, không từ chối mà bắt tay anh ta. Chỉ là một cái bắt tay nhưng huỳnh nhân lại cảm nhận được một lực lớn chuyển đến tay mình. Huỳnh nhân ngạc nhiên sau đó nhíu mày. Dám dở thủ đoạn này với mình quả thực không biết tự lượng sức mình. Khuôn mặt anh bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười khinh thường, bàn tay bỗng dùng sức. Ngay lập tức nụ cười trên khuôn mặt nhan thanh thi đột nhiên thay đổi, các cơ mặt co giật, cơ thể run rẩy dữ dội. Một sức lực mạnh truyền đến cổ tay, gần như muốn bóp nát gân cốt anh ta. Đôi mắt nhan thanh thi bỗng trở nên hoảng sợ, khó tin nhìn huỳnh nhân vẫn bình tĩnh như trước. Anh ta nhìn ra được người đàn ông trẻ tuổi này không có dốc toàn sức, chỉ như mèo vần chuột, trêu đùa mình. Anh Huỳnh, mọi người đang nhìn. Nhan Thanh thì cố kìm nổi đau đớn trên cổ tay, mỉm cười nói. Hôm nay vốn là lễ kết hôn của nhà họ Văn, trước khi hôn lễ diễn ra thì nên ăn thêm chút mùi vị của đồ khai vị. Anh thấy thế nào? Huỳnh nhân nheo mắt, ý tứ sâu xa nói. Vừa dứt lời trái tim Nhan Thanh thì lập tức đánh bộp một tiếng, đập mạnh loạn nhịp. Anh ta nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời nói của Huỳnh Nhân nếu như anh còn dám can thiệp chuyện không liên quan đến mình, tôi không ngại đưa anh vào bệnh viện trước. Chẳng ra làm sao. Nhan Thanh Thi hít một hơi thật sâu, thỏa hiệp nói. Tôi chỉ muốn làm quen với anh Huỳnh thôi. Bây giờ đã quen biết rồi. Sắc mặt Huỳnh nhân lạnh lùng buông Nhan Thanh Thi ra. Lúc bàn tay được buông nha, Nhan Thanh Thi lập tức nắm chặt lấy bàn tay đó, con người trợn to. Có thể nhìn thấy bàn tay đó đã bị xương tay đến mức bị biến dạng nếu như huỳnh nhân dùng thêm chút sức thì có thể bóp gãy bàn tay anh ta. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa được một phút đồng hồ, nhưng nhan thanh thi đã cảm nhận được sự khủng bố của huỳnh nhân, bên trong ánh mắt lướt qua tia kinh hãi. Người ngoài cũng không biết trong chớp mắt đã xảy ra chuyện gì, đồng ý hành nhìn huỳnh nhân cười khinh thường. Mày đúng là kẻ chuyên đi gây rối, đi đến đâu đắc tội đến đó, tên quái thai nhà họ nhan đó là cốt cán của Hiệp hội Võ Đạo, gây chuyện với anh ta đừng mong gặp được kết quả tốt đồng ý hành mày câm miệng đi nhan thanh thì tức giận chửi ý hàng nóng rát cả mặt nếu như là lúc bình thường cái danh thành viên cốt cán của hiệp hội võ đạo rất vinh dự sáng giá cũng rất dọa người khác nhưng mà ở trước mặt huỳnh nhân cái thân phận này lại giống như chuyện nực cười quả nhiên sau khi biết tin này trên mặt huỳnh nhân lộ rõ vẻ đăm chiêu hóa ra anh là người của hiệp hội võ đạo sao có quen biết với bao đại sư không nhan thanh thì hai mắt lấp lánh Trần Trừng một lúc rồi gật đầu nói. Có quen. Vậy là được rồi. Nét mặt huỳnh nhân mang theo sự nhẹ nhõm. Tôi nghĩ sẽ chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau đâu. Nhan Thanh thì không hiểu những lời này của huỳnh nhân, nhưng cũng không hùng hổ dọa nạt người khác như trước. Đồng ý hành bước lên một bước, bỗng nhiên nói. Anh Thanh Thi, huỳnh nhân cứ thế mà nhục mà anh, anh không dậy dỗ lại nó à? Sắc mặt Nhan Thanh Thi lập tức trở nên rất khó coi, quay đầu lạnh lùng nhìn đồng ý hành. Tôi và cậu quen biết à. Nói xong, lại lần nữa bước đến bàn dài nhà họ nhan, không quan tâm đến việc này nữa. Đồng ý hành vô cùng ngạc nhiên, vốn định giá cao để mời sát thủ ám sát huỳnh nhân, không ngờ lệnh treo thưởng trên web đen bị chặn, đồng ý hành không còn cách nào nên chỉ đành tập trung vào lễ cưới. Anh ta đã tốn chi phí rất lớn để đưa nhan thanh thi đến đây là vì để đối phó với kẻ luyện võ như huỳnh nhân. Tại sao mà cả hai vừa bắt tay nhau một cái, nhan thanh thi đã thay đổi ý định chứ? Tứ thiếu Minh Châu có quan hệ nhìn có vẻ hòa thuận với nhau, nhưng thực chất đều là kẻ đạo đức giả, bên ngoài thì khiêm tốn, nhưng sau lưng lại dùng thủ đoạn tàn ác hơn bất kỳ ai. Cho nên bốn người cũng chỉ duy trì quan hệ hợp tác ngoài mặt mà thôi. Nhưng rất nhanh, biểu cảm của đồng ý hành lại khôi phục vẻ bình thường, u ám nhìn huỳnh nhân. Cứ cho là thanh thi không ra tay thì mày cho rằng mày trốn được à? Lễ cưới kết thúc chính là ngày chết của mày. Lời vừa được nói ra, hào môn ở gian thành nhau nhau vỗ tay bảo được, làm người ngoài cuộc đứng xem cũng không muốn nhúng tay vào, người nhà họ liên cũng không có lấy một người đứng ra nói giúp Huỳnh Nhân. Để bọn họ xem, nhà họ đồng có thể làm được gì kẻ phế vật đó chứ? Thì mày cứ thử xem. Trong đôi mắt của Huỳnh Nhân ánh lên tia lạnh lẽo, nếu đồng ý hành dám ra tay, anh cũng không ngại loại bỏ anh ta để cảm thấy thoải mái. Dừng tay lại cho tôi ngay lúc này phía sau vang lên một giọng nói đầy tức giận một người phụ nữ mặc lễ phục khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn nét quyến rũ khuôn mặt giống với văn duy thần đã chứng minh thân phận của bà văn phu nhân đồng ý hành thẩm thanh vân nhan thanh thi vội vàng chào hỏi huỳnh nhân không cảm xúc đánh giá mẹ văn duy thần cũng không lên tiếng hôm nay là lễ cưới của con trai tôi cho dù các vị có ân oán gì tạm thời gác qua một bên cho nhà họ văn chúng tôi chút mặt mũi Văn xảo như tuy là phụ nữ nhưng vẫn cho thấy được khí thế một mình đảm đương chủ mẫu nhà họ Văn. Chỉ là mấy cậu chủ ở Giang Thành lại có vẻ đùa cợt nhìn văn xảo như, không có kính trọng, thậm chí còn nhỏ tiếng bàn tán với nhau. Đồng ý hành gật đầu. Phu nhân đã nói như vậy, tôi xin gạt hết ân oán cá nhân qua một bên chờ hôn lễ qua đi rồi sẽ giải quyết. Vậy thì tốt. Văn như xảo gật đầu, sau đó nhìn huỳnh nhân hỏi thăm. Liễu cảnh nhiên là gì của cậu? Huỳnh Nhân khó hiểu, không rõ vì sao bà lại hỏi về vấn đề này Nhung vẫn trả lời. Cứ xem như là em gái của tôi đi. Cậu đi theo tôi. Văn xảo như nắm lấy cánh tay Huỳnh Nhân, kéo anh vào phòng khách sạn. ầm, um. Hai người bước vào một căn phòng xa hoa, văn xảo như lại cạch khóa trái mấy lớp cửa lại. Huỳnh Nhân nheo mắt. Văn phu nhân, bà làm gì vậy? Văn xảo như kéo rèm cửa lại lên, xác định không có ai nghe lén ngay lúc này mới nghiêm túc nói với Huỳnh Nhân. Mong cậu có thể đồng ý với tôi một chuyện, trước khi hôn lễ diễn ra, xin cậu nhất định phải đưa Liễu Cảnh Nhiên đi. chương 240, đêm trước hôn lễ, bảo tôi đưa cô ta đi. Huỳnh Nhân ngạc nhiên nhìn Văn xảo Như, nhưng anh không ngờ rằng khi đưa mình vào khách sạn bà ta lại nói một câu như vậy. Chẳng mấy chốc, ánh mắt Huỳnh Nhân lại trở nên sâu xa. Tại sao, chắc bà là mẹ của Văn Duy Thần đúng không? tức là mẹ ruột con trai sắp kết hôn bà ta nên vui mừng mới phải nhưng từ trên mặt Phan xảo như lại không thấy chút vui sướng nào ngược lại vô cùng nặng nề có vẻ như cuộc hôn nhân của văn duy thần là ngày tận thế văn xảo như gật đầu sắc mặt giàu dĩ nói chính vì là mẹ của văn duy thần tôi mới không muốn nó làm hại những cô gái khác là thế nào huỳnh nhân nheo hai mắt hỏi tiếp chắc cậu biết ít nhiều về vụ bê bối của gia đình tôi rồi chứ huỳnh nhân gật đầu mỗi nhà mỗi cửa cũng có ít nhiều tai tiếng nhà họ văn cũng vậy huỳnh nhân nhớ rằng văn duy thần chính là giống hoang của mẹ anh ta với người đàn ông bên ngoài nếu không phải chú ý đến thể diện thì văn xảo như có thể đã bị văn thành nam giết chết rồi văn xảo như cười đầy bi thương mọi người đều chửi tôi ti tiện cắm sừng văn thành nam ai mà biết được những sự độc ác mà tôi đã phải chịu đựng trong nhà họ văn suốt mấy năm qua huỳnh nhân không cắt ngang chỉ là ánh mắt càng thêm thâm sâu, quá khứ của nhà họ Văn có lẽ còn ẩn tình khác. Thật ra, tôi không hề thích Văn Thành Nam, trước khi gả vào nhà họ Văn, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng có nhan sắc hơn những người phụ nữ khác mà thôi. Nhớ lại chuyện xưa, Văn Sảo như trông thật thê lương. Bà ta không khoe khoang về bản thân, mặc dù Văn Sảo như đã ở tuổi ngũ tuần nhưng vóc dáng của bà ta vẫn không thay đổi, làn da săn chắc. Nếu nói 30 tuổi cũng có người tin có thể thấy bà ta đã đẹp đến mức nào khi còn trẻ văn thành nam thích tôi ép buộc tôi đến nhà họ văn rồi giam giữ hơn một năm trong thời gian đó ông ta dày vò tôi bằng đủ mọi cách để khiến tôi yêu ông ta cuối cùng tôi không chịu đựng nổi gánh nặng đành đồng ý lời cầu hôn của ông ta lấy người mình không thích cũng không sao tôi cứ ngỡ rằng những năm tháng dày vò tăm tối đó sẽ chấm dứt sau khi kết hôn nhưng hóa ra là tôi đã nghĩ quá nhiều Vẻ mặt của Văn xảo như đau đớn. Tôi vốn không mang họ Văn, sau khi kết hôn, Văn Thành Nam bắt tôi phải đổi họ của mình và sử dụng họ Văn. Nếu liễu cảnh nhiên kết hôn với họ Văn, con bé cũng sẽ bị ép mang họ Văn. Chuyện này chưa tính là gì, quá đáng hơn là mọi người trong nhà họ Văn đều có hành vi bạo lực gia đình rất nghiêm trọng. Trong 30 năm qua, tôi đã bị đánh không dưới trăm lần. Văn xảo như sắn tay áo, thứ đạp vào trong mắt huỳnh nhân là chi chít những vết bầm tím đây chỉ là phần nổi của tảng băng trên người nữa tôi còn rất nhiều bà ta vô cùng bình tĩnh giống như chỉ nói ra một điều gì đó rất bình thường sắc mặt huỳnh nhân thay đổi không khỏi nói bà chưa từng nghĩ đến chuyện chạy trốn à tất nhiên là tôi đã nghĩ về nó nhưng nó vô dụng văn xảo như lắc đầu tôi lại bị bắt và bị đánh gọi cảnh sát cũng vô ích với sức ảnh hưởng của nhà họ văn cảnh sát sẽ không quan tâm đến loại chuyện này huỳnh nhân im lặng, trong lòng dâng lên một cơn giận cuồn cuộn. Trước khi liễu cảnh nhiên bị văn duy thần cưỡng hiếp, anh còn cho rằng đó là do bốc đồng, nhưng hiện tại có vẻ là di truyền của gia tộc. Cả nhà họ văn đều là những tên điên rồ. Nếu liễu cảnh nhiên kết hôn với nhà họ văn, những thứ chờ đợi cô ta sẽ là một sự tra tấn u tối. Tôi và người yêu xưa kia từng bị văn thành nam cưỡng ép chia tay, nhưng anh ấy không từ bỏ tôi. Sau khi tôi kết hôn, anh đã đến gặp tôi vài lần và nói muốn đưa tôi đi nhưng đã bị bắt trở lại văn xảo như nhẹ nhàng kể văn thành nam đã giết người yêu của tôi trước mặt tôi nhưng ông ta không ngờ được tôi đã mang thai duy thần tôi không nói cho văn thành nam biết một mình lén sinh duy thần ra tự mình nuôi dưỡng mấy tháng liền mới bị văn thành nam phát hiện ông ta vốn dĩ muốn ăn tươi nuốt sống duy thần tôi lấy cái chết ra để bảo vệ mới có thể cứu sống được nó tuy vậy Văn Thành Nam vẫn giam riêng tôi và Duy Thần. Trong thời gian đó, Văn Thành Nam luôn đã dẫn dắt Duy Thần. May mắn thay, Duy Thần từ nhỏ đã thông minh và thông minh hơn Nhân Ngọc rất nhiều. Vì nghĩ cho đại cục, Văn Thành Nam mới bỏ quyết tâm giết Duy Thần. Nét mặt huỳnh nhân lãnh đạm, giáo dục từ cha mẹ rất quan trọng. Văn Duy Thần được Văn Thành Nam nuôi dưỡng từ nhỏ, tính cách cũng giống với Văn Thành Nam hơn. Bây giờ cậu đã biết tại sao tôi muốn cậu đưa Liễu Cảnh Nhiên đi rồi chứ? văn xảo như lộ vẻ lo lắng. Tôi không muốn những cô gái vô tội phải chịu đựng thêm lần nào nữa. Huỳnh nhân lập tức cảm thấy kính nể người phụ nữ có vẻ nhu nhược này. Một người phụ nữ yếu đuối, lại là một người mẹ kiên cường. Bà ta là một người mẹ tốt, cũng là một người lương thiện, nhưng thế giới này quá bất công với bà. Hiểu rồi. Huỳnh nhân gật đầu. Cảm ơn bà đã kể với tôi chuyện này. Văn xảo như lập tức đứng lên. Chuyện vẫn chưa muộn cậu mau đưa liễu cảnh nhiên đi đi lát nữa tôi sẽ gọi một người hầu có thân hình giống cảnh nhiên đến thế chân nhân cơ hội này cậu đưa cô ấy đi ngay huỳnh nhân nhìn vẻ mặt dịu dàng của văn xảo như chợt hỏi sau đó bà phải làm sao kế hoạch này quả thực khả thi nhưng tất cả đều nghĩ cho liễu cảnh nhiên văn xảo như cũng không tính cho bản thân thấy văn xảo như lắc đầu tỏ vẻ bình tĩnh tôi không đi được chỉ có một người có thể đi tôi là vợ văn thành nam cho dù bị phát hiện cũng không làm gì được tôi ông ta sẽ giết chết bà huỳnh nhân nhìn bà thật sâu giết thì giết văn xảo như xem nhẹ sống chết sống cuộc đời khổ sở như vậy chết cũng là một sự giải thoát huỳnh nhân im lặng một hồi lắc đầu từ chối xin lỗi chuyện này tôi không làm được tại sao sắc mặt của văn xảo như bỗng thay đổi có hai thiếu sót trong kế hoạch này Huỳnh Nhân duỗi hai ngón tay ra. Đầu tiên, bà nói sẽ gọi một người giúp việc có thân hình giống với Liễu Cảnh Nhiên thế chỗ, nhưng tính mạng của người giúp việc đó thì sao? Thứ hai, bà như thế nào? Người nhà họ Văn nhất định sẽ tìm được bà. Cái này, Văn xảo như khó xử. Thực hiện kế hoạch này, bà và người giúp việc chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ mạng. Tôi hiểu lòng tốt của bà, nhưng tôi từ chối kế hoạch của bà. Vẻ mặt Huỳnh Nhân nghiêm túc, mỗi người đều sống không dễ dàng không có ai cao quý hơn ai văn xảo như nhìn huỳnh nhân một cách hiền hòa lúc trước cậu có mâu thuẫn với nhà họ đồng tôi đã chú ý đến cậu và quả nhiên tôi không tìm nhầm người cậu thật sự là người rất có nhân nghĩa huỳnh nhân cười nhẹ không đáp ngay sau đó văn xảo như lại cau mày nhưng mà nếu kế hoạch này không được thực hiện làm sao chúng ta cứu được liễu cảnh nhiên bà yên tâm tôi sẽ phá hủy đám cưới này theo cách của riêng tôi. Huỳnh Nhân nhìn về phía màn đêm đen kịt, sâu thẳm trong đôi mắt đen của anh dâng lên một cơn lạnh giá. Vẻ mặt phan xảo như tràn đầy lo lắng. Cậu định làm thế nào? Chỗ này không chỉ có toàn bộ vệ sĩ của nhà họ Văn Canh Gác, mà còn có rất nhiều gia tộc quyền quý ở Giang Thành, Minh Châu. Rất khó để vượt khỏi bao vây. Ai nói tôi sẽ xông pha chứ? Trên mặt Huỳnh Nhân nở nụ cười tự tin. Sau đêm nay, sẽ không còn nhà họ văn nữa, bà tự do rồi. Nói xong, anh mở cánh cửa đã khóa và xài bước ra ngoài. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 240.